Điều 8. Quy hoạch xây dựng phát triển thủ đô. 1. Việc xây dựng và phát triển thủ đô phải được thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô, các quy định của pháp luật về xây dựng, về quy hoạch đô thị và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Quy hoạch chung xây dựng thủ đô phải bảo đảm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thủ đô với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong vùng thủ đô và cả nước. 2. Quy hoạch chung xây dựng thủ đô và việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của Quốc hội. 3. Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch khác của thủ đô phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. 4. Quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia liên quan trực tiếp đến thủ đô phải được lấy ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thủ đô. 5. Việc lập và thực hiện quy hoạch phải bảo đảm nguyên tắc công khai, đồng bộ, ổn định, lâu dài. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối thoại chính sách trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị nội dung của Điều 8 Luật Thủ đô quy định về quy hoạch xây dựng phát triển thủ đô. Được Quốc hội khóa 13 thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 thì trong gần 10 năm qua, Luật Thủ đô đã tạo cơ sở pháp lý và cơ chế chính sách góp phần huy động các nguồn lực phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Và để thành phố Hà Nội có thể tiếp tục phát huy được vị thế, vai trò, tạo động lực phát triển trong vùng thủ đô và cả nước. Để làm rõ quá trình thực hiện cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô trong thực tế, cũng như là những vướng mắc, những khó khăn cần phải tháo gỡ, sửa đổi, bổ sung để có thể tạo động lực cho thủ đô phát triển, xứng tầm với vị thế, vai trò của mình, thì trong chương trình được thực hiện trực tiếp vào ngày hôm nay và ngày kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, chúng tôi sẽ được mời đến trường quay các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng. Bà là đại biểu Quốc hội khóa 13 thuộc đơn vị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Vâng, xin kính chào khán giả của Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Quốc hội Hà Nội Quốc hội, và xin chào ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và xin chào chị Thu Quỳnh. Dạ vâng, và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay cùng với truyền hình Quốc hội Việt Nam. Và để bắt đầu câu chuyện về Luật Thủ đô thì chúng tôi xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, vào thời điểm năm 2012 khi mà Quốc hội khóa 13 thông qua Luật Thủ đô thì khi đó bà đang là đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Vậy thì bà cũng là người dân sinh sống trên địa bàn thủ đô. Vậy thì cả quá trình thảo luận cũng như là thông qua Luật Thủ đô này có điểm gì đáng nhớ thưa bà? Vâng. Tôi nhớ lại năm 2012 thì khi mà Quốc hội chuẩn bị thảo luận để chuẩn bị thông qua để nghị Luật Thủ đô năm 2012 đấy, thì phải nói là chúng tôi có nghe được, chính bản thân tôi có nghe được cái khóa 12 trước là các đồng chí đại biểu Quốc hội đã không thông qua Luật Thủ đô, thì chúng tôi cũng hiểu lý do rằng thì là có lẽ ở đây thì nó có mấy vấn đề. Một là để các đoàn đại biểu Quốc hội ở trong cả nước chưa hiểu được kỹ về thủ đô, chưa hiểu được rằng là thủ đô là cần những cái gì, và thủ đô là đang cần là nhà nước cũng như là hỗ trợ cái gì để mà phát triển. Thế và cũng không nghĩ rằng là thủ đô là của cả đất nước. Thì tôi mới thấy rằng là trách nhiệm của chúng tôi lúc đấy, mặc dù tôi là đại biểu Quốc hội thì không thể nói là của Hà Nội nói riêng, của cả nước, nhưng mà chúng tôi là đoàn Hà Nội, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải có trách nhiệm nói với các đồng chí đại biểu các đoàn để hiểu rằng thủ đô nó có đặc thù riêng, mà thủ đô là của cả nước. Thủ đô phát triển được thì cả nước sẽ phát triển. Cho nên chúng tôi thuyết phục các đồng chí để các đồng chí hiểu rằng như vậy. Cho nên là để các đồng chí bấm nút thông qua để cho thủ đô chúng ta có luật, để có những cái cơ chế đặc thù riêng để thủ đô mới có thể bứt phá phát triển được. Mà khi đến khi mà tôi hiểu khi các đồng chí được thuyết phục điều đấy thì tôi nghĩ là cái việc thông qua và các đồng chí rất là thoải mái để thông qua cái Luật Thủ đô. Thì chứ còn trước đây chúng tôi rất là lo rằng có thể cái tiếng nói của chúng tôi nó chưa thuyết phục, nó chưa để làm để các đồng chí đại biểu Quốc hội ở các đoàn khác hiểu rằng cái thủ đô nó có những cái đặc thù riêng, mà thủ đô đang cần những cơ chế đặc thù mới đột phá được, mới bứt phá được thì nó mới phát triển, nó mới là gì, nó mới là đầu não chính trị, nó mới là trung tâm lớn về khoa học, văn hóa, công nghệ, vân vân. Cho nên là khi thì tôi thấy sau khi chúng tôi
thảo luận trong tổ, rồi từ đấy chúng đây thì chúng tôi cũng tiếp xúc với các đoàn đại biểu quốc hội của các bạn bè tất cả các đoàn, và lúc phát biểu ở nghị trường thì chúng tôi thấy rằng sau khi những cái phát biểu đấy thì tôi thấy là một sự đồng thuận rất cao, và quốc hội kết quả là đã thông qua luật thủ đô. Phải nói cái điều đấy để đem lại cái niềm vui chung chứ hết là cho quốc hội đã khóa 13, và cũng đem lại cho cái thủ đô nói riêng, cái đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội cũng rất là phấn khởi và thấy trách nhiệm hơn của mình là khi quốc hội đã thông qua rồi thì chúng ta phải làm gì để xứng với cái lòng tin của các đồng chí đại biểu quốc hội của cả nước khóa 13, và để không phụ cái lòng tin đấy. Dạ vâng. Những gì mà bà Bùi Thị An vừa cho biết thì có thể thấy là dự án luật thủ đô khi đó đã được Quốc hội xem xét hết sức là cẩn trọng, kỹ lưỡng với cái vai trò vị thế đặc biệt của thủ đô Hà Nội và cái vai trò đặc biệt nữa của đạo luật dành riêng cho thủ đô Hà Nội. Vậy thì xin hỏi ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đó là sau khi mà được Quốc hội thông qua đến khi mà chính thức có được thi hành vào năm 2013 thì trong gần 10 năm qua luật thủ đô đã được thành phố Hà Nội thực hiện đạt kết quả ra sao? Có thể nói là với cái vị trí vai trò đặc biệt của thủ đô thì Hà Nội luôn luôn được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và nhân dân cả nước. Thì trước khi cái luật thủ đô năm 2012 được Quốc hội thông qua ấy, là Hà Nội có một cái pháp lệnh thủ đô vào năm 2000. Đấy cũng là một cái điểm nhấn rất là quan trọng trong cái thể chế về thủ đô. Thế thì so với cái pháp lệnh về thủ đô thì luật thủ đô năm 2012 là một bước tiến rất là quan trọng. Trong đấy có mở rộng cái phạm vi điều chỉnh rất nhiều những chính sách quan trọng về xây dựng và phát triển thủ đô. Thì sau khi mà luật thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2012 thì ngay lập tức là thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch và đã hoàn thành cái việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn mà được luật giao cho thành phố, 13 cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, và hiệu lực cùng cái thời điểm mà luật thủ đô có hiệu lực là ngày 1 tháng 7 năm 2013. Thì đấy chúng tôi đánh giá rất cao cái sự sẵn sàng của thủ đô Hà Nội trong cái việc đưa luật thủ đô vào cuộc sống. Thực tiễn cho thấy là có rất nhiều cái đạo luật đã được ban hành nhưng mà cái văn bản hướng dẫn thì rất là chậm. Thế nhưng luật thủ đô thì đã khắc phục được tình trạng đó. Và công tác tuyên truyền rộng rãi ở các cấp các ngành để người dân thủ đô nhận thức được cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng của cái luật thủ đô. Để trong từng cái suy nghĩ, từng hành động và khi mà hoạch định chính sách thì phải căn cứ vào cái luật thủ đô. Thì đấy là một cái việc mà rất quan trọng mà chúng tôi nghĩ là Hà Nội làm rất kịp thời. Gần 10 năm qua thì có thể khẳng định là luật thủ đô là một cái bước tiến quan trọng so với pháp lệnh. Và đã tạo cái cơ sở pháp lý mà để Hà Nội hoạch định được những cái chính sách để bây giờ chúng ta có một thủ đô với một cái diện mạo mới, tốc độ đô thị hóa rất là nhanh, rồi cái diện mạo đô thị nó hiện đại, văn minh dần. Tất nhiên nó là một quá trình để chúng ta tiến tới một cái xã hội văn minh, nhưng mà cái thể chế nó đi trước một bước, nó tạo cái tiền đề để thủ đô Hà Nội phát triển. Có rất nhiều những cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, và đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục hay là lĩnh vực văn hóa thì Hà Nội luôn luôn là một trung tâm lớn, có những kết quả rất là nổi trội, có thể nói là tiêu biểu cho cả nước trong cái lĩnh vực giáo dục, văn hóa, và cũng có thể là những lĩnh vực như y tế, an ninh trật tự. Thì đấy chúng tôi đánh giá là thủ đô đã tạo được cái cơ sở pháp lý quan trọng để mà chúng ta hiện thực được những cái chủ trương, những cái đường lối chính sách của cái nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển thủ đô đến năm 2000. Dạ vâng, bà Bùi Thị An khi đó đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua luật thủ đô và cũng sẽ là những người mà có trách nhiệm để mà giám sát việc triển khai thực hiện luật như thế nào. Và sau cả một quãng thời gian như vậy thì bà thấy là luật thủ đô đã được triển khai thực hiện đạt kết quả ra sao? Tôi xin nhấn mạnh lại cái ý của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hồng Sơn nói, tức là Hà Nội đã sẵn sàng tổ chức thực hiện cái luật thủ đô thì nó có lý do của nó, bởi vì sau cái khóa 12 chưa được hôm qua thì Hà Nội chờ đón, luôn luôn chờ đón rằng thủ đô phải có luật, cho nên đến khi năm 2012 mà Quốc hội thông qua thì phải nói là Hà Nội đã chuẩn bị tinh thần từ trước đón nhận cái luật đấy và cuối cùng là vào cuộc luôn. Đấy là một cái ý rất là rõ ràng. Cho nên trong vòng 10 năm qua đến bây giờ thi hành, tôi thấy tức là
cái chuyện thay ra đổi thịt thì rõ ràng Hà Nội hiện đại lên rất nhiều, nhưng Hà Nội vẫn giữ được cổ kính. Những cái với cái gọi là cái cốt lõi mà tôi nghĩ rằng Hà Nội cần phát triển, tức là vấn đề gì? Vấn đề giáo dục, Hà Nội vẫn giữ được chất lượng giáo dục, cũng như vấn đề văn hóa Hà Nội đã quan tâm. Đấy tôi cho hay. Vấn đề môi trường thì cũng đã quan tâm rồi, cho nên phải nói rằng hay vấn đề an ninh trật tự tôi cho là rất tốt. Thì có một cái thành phố nào mà khi các nguyên thủ quốc gia các nước đến dám chạy bộ ở bờ hồ, chạy bộ không, là ăn ra ăn bún chả không? Tôi cho đấy là những cái điểm nhấn rất tốt mà đấy, trong quá trình phải nói đây cũng là một phần là luật thủ đô là cũng đóng góp phần rất là lớn trong chuyện đấy. Chính vì cái chuyện Hà Nội thì các đồng chí lãnh đạo cũng đã chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, có kế hoạch cụ thể, phân công phân nhiệm rõ ràng từng mảng một để thực hiện luật thủ đô. Cho nên là trong 10 năm vừa qua thì phải nói tuy còn chuyện nọ chuyện kia, tuy còn những chuyện là phải bề bộn chúng ta cần phải tiếp tục, nhưng mà nhìn tổng thể thì phải nói là cái luật thủ đô mà được thông qua 2012 của Quốc hội khóa 13 thì cũng đã là một cái động lực, một cái góp phần rất lớn cho thủ đô chúng ta phát triển. Và tôi với tư cách vừa là đại biểu Quốc hội là cũng tham gia theo dõi giám sát, nhưng cũng là với tư cách là người dân thì tôi thấy cái sự hài lòng của người dân của Hà Nội lên thì tôi cho nó rõ ràng tiến cứ năm sau khác năm trước. Tôi cho cái là cái điểm nhấn là cái thử của luật thủ đô đã đem lại cho thủ đô Hà Nội. Và chính vì thế tôi xin nhắc lại, cho nên thủ đô Hà Nội vô cùng biết ơn các đồng chí đã thông qua luật, và cũng là luôn luôn nói rằng Hà Nội của cả vì cả nước và cả nước vì Hà Nội, thì tôi cho câu là câu rất đúng. Dạ vâng, có một điểm đặc biệt của luật thủ đô đó chính là những cái cơ chế chính sách đặc thù dành riêng cho thủ đô Hà Nội. Vậy thì xin hỏi ông Lê Hồng Sơn là những cái cơ chế này thì đã đạt hiệu quả như mong đợi hay không ạ? Cái luật thủ đô năm 2012 ấy, thì có một cái hệ thống chính sách tôi cũng đánh giá là rất là bao quát, từ cái quy hoạch phát triển đô thị rồi đến câu chuyện bảo tồn các giá trị phố cổ, các khu đô thị lõi, rồi giảm tải cái dân số của nội đô và phát triển các đô thị vệ tinh, rồi câu chuyện về giáo dục văn hóa như chị An vừa mới đề cập, khoa học công nghệ nữa, và là một trung tâm đầu tàu kinh tế. Tức là cũng có thể là 16-17% GDP cả nước là Hà Nội đóng góp. Đấy thì đó là một cái nỗ lực chung, nhưng mà trong đó trong cái phần quan trọng là cái thể chế phù hợp với những cơ chế đặc thù. Chúng tôi thấy rằng với một vị thế vai trò của thủ đô với rất nhiều cái tiềm năng thế mạnh, thì một cơ chế đặc thù cho thủ đô mà phù hợp thì nó sẽ là một cái động lực để tạo cái đột phá. Và khi mà thủ đô chúng ta phát triển được ấy, thì nó sẽ là động lực đầu tàu đưa cả một cái vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng chúng ta cùng phát triển và cả nước chúng ta phát triển. Đấy thì cơ bản chúng tôi đánh giá là những chính sách đặc thù mà Quốc hội dành cho thủ đô thông qua cái luật 2012 ấy, là cơ bản là phù hợp với cái thực tế, cái thực tiễn của cái giai đoạn phát triển đó. Đấy, giai đoạn 10 năm chúng ta ngồi đang điểm lại thì coi như là 10 năm về trước. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, thì cũng phải thấy rằng ấy là nhiều cái chính sách chưa phát huy được hiệu quả trên thực tiễn. Nó có rất nhiều những lý do khách quan, chủ quan. Ví dụ như câu chuyện di rời các trường đại học, rồi các cơ sở ô nhiễm môi trường, rồi các cơ quan tổ chức ra ngoài khu vực nội thành ấy, để chúng ta dành cái đất đấy cho cái quỹ đất đấy cho phát triển cái hạ tầng xã hội công cộng, ví dụ như công viên, trường học, rồi các cơ sở văn hóa. Thế nhưng mà chúng ta cũng không làm được, chưa làm được. Đấy, vì có rất nhiều những lý do. Đấy, rồi cái việc mà chúng ta phát triển đô thị vệ tinh ấy để giảm tải dân số trong nội thành, để giảm cái ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường như chị An đề cập ấy, thì chúng ta cũng làm chưa được như mong muốn. Rồi cái vấn đề giải quyết về môi trường, không khí, rác thải và nguồn nước, sông hồ, thì đó là nỗ lực. Chúng ta rất, Hà Nội rất nỗ lực, nhưng mà kiểm điểm lại thì thấy rằng ấy là cũng chưa được mong đợi. Đấy thì lý do là nếu mà chúng tôi nêu ra là có rất nhiều lý do. Lý do khách quan thì có thể nói là sau khi mà luật thủ đô ra đời ấy, thì ngay lập tức là chúng ta có hiến pháp 2013. Đấy, và để mà cụ thể hóa hiến pháp thì một loạt các đạo luật mới ra đời. Đấy, với một cái tinh thần mới, chính sách mới. Đấy, và như vậy là nhiều chính sách đặc thù của thủ đô không còn là đặc thù nữa, bị lạc hậu, hoặc thậm chí là bị chúng ta không có một cái quy định là trong trường hợp mà các đạo luật khác mà có quy định ưu việt hơn thì được phép áp dụng đạo luật đấy, hoặc là áp dụng luật thủ đô. Đấy, tính mà ưu tiên áp dụng luật thủ đô lại không có trong cái luật 2012. Bởi vậy cho nên
đấy, là các hệ thống luật khác đã làm cho cái luật thủ đô của chúng ta là giảm cái hiệu quả trong cái thực tiễn. Đấy, thì chúng tôi có thể nêu ra một số tóm tắt như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, tuy đã đạt được khá là nhiều thành tựu trên các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, thế nhưng mà rõ ràng tiềm năng và lợi thế của thủ đô thì vẫn chưa được đánh giá, khai thác, phát huy đầy đủ và tăng trưởng kinh tế thì chưa thực sự bền vững. Thành phố Hà Nội cũng chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, là động lực tăng trưởng và phát triển của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc cũng như là cả nước. Các vấn đề như là úng ngập hay là ùn tắc giao thông hay là xử lý môi trường thì cũng chưa được giải quyết một cách triệt để. Việc di rời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, một số các cái trường đại học, các cơ sở khám chữa bệnh ra khỏi nội thành thì cũng còn chậm. Và chính vì vậy thì Bộ Chính trị đã có nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đó là xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Nghị quyết số 15 đã đưa ra 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo chỉ đạo công cuộc xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn, trong đó thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh sạch đẹp, an ninh an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng phát triển thủ đô, cho thấy ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết. Nếu một số ý kiến có tính gợi mở trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trước hết thành phố Hà Nội phải quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí trong cán bộ và nhân dân thủ đô. Xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế, động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm thủ đô, các nước phát triển trong khu vực. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng lưu ý giải pháp có tính quyết định trong thực hiện nghị quyết 15 là phải tập trung xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thủ đô thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý thủ đô trong giai đoạn mới. Vâng, thưa các vị khách mời, chúng ta vừa theo dõi thông tin từ hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 15 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Và xin nhắc lại rằng là đây là lần đầu tiên mà Thường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức một cái hội nghị để quán triệt triển khai thực hiện một nghị quyết về phương hướng phát triển thủ đô. Điều này cho thấy ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của nghị quyết, cũng như là việc thực hiện nghị quyết thì không phải chỉ riêng của Hà Nội mà là còn của cả nước nữa, cũng như là của các cấp, các ngành, các địa phương. Vậy thì xin hỏi ông Lê Hồng Sơn là trước hết thì với Hà Nội đã triển khai thực hiện nghị quyết 15 này như thế nào? Chúng tôi rất là thực sự là vui mừng và xúc động khi Bộ Chính trị đã ban hành cái nghị quyết số 15. Và với một cái quan điểm như là xây dựng phát triển thủ đô là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, nhân dân cả nước, và trong đấy là trước hết là đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Thế thì ngay sau khi mà cái hội nghị quán triệt cái nghị quyết 15 này thì thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành đã soạn thảo một cái chương trình hành động của Chính phủ để triển khai cái nghị quyết 15. Hiện nay thì cái chương trình hành động này đang được lấy ý kiến để có sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Và đồng thời với cái việc ban hành chương trình hành động thì thành phố tổ chức một cái cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết 15 và quán triệt đến từng chi bộ để về cái tầm quan trọng, cái ý nghĩa
của cái nghị quyết này. Và hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện một số những việc rất quan trọng. Một là chúng tôi đang triển khai cái xây dựng cái luật thủ đô, tổng kết thi hành luật thủ đô, 10 năm thi hành luật thủ đô, xây dựng cái hồ sơ đề xuất chính sách trình Bộ Tư pháp để báo cáo chính phủ. Và nếu mà Quốc hội đồng tình thì năm 2023 sẽ được đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội và sẽ bắt tay vào xây dựng, với một cái hy vọng là 2024 chúng ta sẽ có một cái luật thủ đô mới với những tư tưởng chỉ đạo như là cái trong nghị quyết 15 đã nêu ra. Đấy, thì ngoài ra thì công tác chuẩn bị những nội dung để chúng tôi điều chỉnh cái kế hoạch chung của thủ đô Hà Nội đến năm 2050 thì đã được thực hiện rất là khẩn trương. Về công tác quy hoạch thì Hà Nội cũng đã có cái quy hoạch về khu vực sông Hồng. Khu vực sông Hồng là được xác định như một trục xanh để phát triển theo như nghị quyết 15 đã chỉ ra. Nên là phát triển khu vực sông Hồng như thuận định hướng là một trục xanh để ở giữa cái thủ đô. Đấy thì hiện tại là Hà Nội với cái thời mà Bí thư Vương Đình Huệ thì cũng đã hoàn tất cái quy hoạch và đã công bố. Hiện nay thì câu chuyện là chúng ta chuẩn bị các nguồn lực để chuẩn bị thực hiện các quy hoạch. Hà Nội cũng đang tiến hành quy hoạch cái không gian ngầm. Đấy là một cái có thể nói là cái vị trí rất quan trọng đối với một thủ đô. Một thủ đô vừa của đất nước 100 triệu dân thì không thể thiếu cái không gian ngầm. Đấy, vì vậy cho nên là có rất nhiều những vấn đề liên quan đến quy hoạch đang được thực hiện bám sát vào cái luật thủ đô. Rồi vấn đề về cải tạo chung cư cũ như nghị quyết 15 đã nêu ra. Vấn đề giải quyết những cái dự án tồn đọng nhiều năm mà khi mà chúng ta mở rộng địa giới hành chính thủ đô. Đấy, thì nghị quyết 15 lần này có thể nói là một nghị quyết rất cụ thể với những giải pháp rất cụ thể và rất khả thi. Đấy, thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng rằng là khi mà những chủ trương lớn của nghị quyết 15 được thể chế hóa trong luật thủ đô ấy, thì sẽ tạo cho Hà Nội một cái cơ hội, một vận hội mới ấy, để chúng ta thực hiện được một cái mục tiêu là đến năm 2045 ấy, thì thủ đô Hà Nội sẽ là một thủ đô toàn cầu ấy, với mức thu nhập bình quân đầu người là 36.000 USD trên một đầu người ấy, thì là chúng tôi đang rất là chủ động và khẩn trương trong cái việc đưa cái nghị quyết 15 vào cuộc sống. Dạ vâng, ông Lê Hồng Sơn cũng có nêu rất là nhiều những hoạt động cụ thể, thiết thực và kịp thời của thành phố Hà Nội để triển khai nghị quyết số 15, trong đó có cả cuộc thi về tìm hiểu nghị quyết nữa. Vậy thì xin hỏi bà Bùi Thị An là bà thấy là những cái bước truyền thông của Hà Nội để phổ biến cũng như là việc triển khai thực hiện nghị quyết 15 thì đã đến được tới từng người dân, đến từng chi bộ, từng xóm phố hay chưa ạ? Trước đây tôi cũng thấy rằng cái việc mà Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cái chuyện là nghiên cứu quán triệt nghị quyết 15 thì tôi nghĩ là đã đến từng các chi bộ. Tuy nhiên tôi nghĩ là đấy có lẽ cũng chỉ là giai đoạn bước đầu, mà tôi nghĩ phải làm liên tục nữa để cho đến từng đảng viên một, từng người dân thủ đô một thấm cái nội dung nghị quyết 15, rồi những cái vấn đề là ở nghị quyết 15 nêu ra, thì tôi nghĩ khi thấm đấy thì với đấy mới là vấn đề thực hiện nó sẽ có hiệu quả hơn. Nhưng mà đấy thì là chủ trương tôi cũng đồng tình với đồng chí Lê Hồng Sơn, tức là trong nghị quyết 15 lần này là rất là cụ thể. Tôi lấy ví dụ bây giờ, xưa đây Hà Nội, bây giờ Hà Nội phải là lõi của vùng. Đây là cái rất là cái mới so với trước, phải là lõi của vùng. Bởi vì muốn phát triển nền công nghiệp ấy, mà chỉ có công nghiệp thì mới giàu thôi. Nông nghiệp thì rất quan trọng, nhưng chỉ là bệ đỡ khi khủng hoảng và những cái lúc khó khăn. Nhưng mà muốn giàu lên phải công nghiệp, mà công nghiệp mà manh mún thì không thể được, kể kể. Nhưng cho nên là ngay cả công nghiệp, nông nghiệp cũng phải là. Cho nên tôi thấy một cái ý mà nói tức là phải là lõi của vùng, phát triển vùng tôi cho rất. Hay là bây giờ quy định cụ thể bây giờ là văn hóa Hà Nội sẽ như nào, vấn đề tôn tạo các di tích nhà bảo tồn thế nào là vấn đề, bởi văn hóa là con người, văn hóa của thủ đô nó khác hẳn, tức là nó là thể hiện sự văn hiến, văn minh của. Cho nên tôi thấy tôi rất là đồng. Hay là môi trường, thậm chí là còn quy định thẳng là phải làm sạch sông hồ thế nào, tôi cho cái là rất cụ thể. Đây là chủ những cái nội dung nghị quyết 15 này, như đồng chí Sơn nói đúng là ai cũng mừng ai cũng vui, tức là có một nghị quyết riêng của Bộ Chính trị về chuyện mà tháng 5 vừa rồi nó ra thì tôi cho rất hay. Nhưng mà bây giờ tôi lại có nghĩ thế này thôi, bên cạnh cái chuyện muốn thực hiện được thì lại phải có những điều kiện của nó, điều kiện về ngân sách, về tài chính đúng rồi, nhưng mà đúng là phải xem lại xem những cái cơ chế, những thể chế nó còn cái gì vướng không. Tôi rất muốn, tức là để thực hiện nghị quyết 15 tốt thì tôi nghĩ là có lẽ phải cho Hà Nội hơn một số quyền, cái quyền trong cái chuyện, cái quyền để nó đừng ngược lại. Tôi lấy ví dụ, tôi lấy một cái ví dụ, tôi để
tận dụng chất xám, người tài để có thể thu hút được chất xám, vì Hà Nội đây là một cái thế mạnh rất lớn, thì phải có cơ chế được quyết về tài chính. Nhưng quyết mà lại vướng thì Bộ Tài chính lại thổi còi. Ví dụ thế, cho nên tôi nghĩ là trong trường hợp ấy, làm sao để Hà Nội có những cơ chế đặc thù riêng, không vi hiến nhé, nhưng mà có đặc thù riêng để cho Hà Nội có thể bứt phá lên được. Hay là vấn đề tôi cho là vừa rồi trong cái chuyện luật thủ đô 2012 thì cũng đã tốt rồi, có những cái đô thị vệ tinh, những cái quan hệ giữa đô thị vệ tinh và cái trung tâm là thế nào, rồi cái quản trị nó nào, tức là một loạt vấn đề tôi rất muốn là xem lại các cái luật, xem có cái gì nó không đồng bộ, không với hiến pháp, không với cái luật thôi. Và hai nữa là cho Hà Nội thêm một số quyền, Hà Nội để thực hiện, Hà Nội có trách nhiệm lớn hơn, nhưng Hà Nội phải có quyền lớn hơn về mặt thể chế để Hà Nội có thể quyết được mà không vi hiến, mà thì Hà Nội bứt phá được, chứ không tôi sợ lại kẹt lại mỗi lần một cái. Ngay cái chung cư là vướng bao nhiêu năm, bây giờ có cái 59 của chính phủ thì mới đỡ hơn. Cho tôi tóm lại, tôi muốn là mọi thứ nó đồng bộ thì Hà Nội mới phát huy được hết cái năng lực nội sinh Hà Nội và với đáp ứng được cái mong muốn của Bộ Chính trị cũng như của nhân dân cả nước về vấn đề phát triển thủ đô. Dạ vâng, để mà phát triển cũng như là hướng tới xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại thì cái yếu tố đầu tiên được nghĩ đến đó chính là cái tầm nhìn và quy hoạch. Vậy thì xin ông Lê Hồng Sơn cho biết là cụ thể công tác quy hoạch xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội đến thời điểm này đã được thực hiện như thế nào? Khi mà cái luật thủ đô 2012 có hiệu lực ấy, thì chúng ta được Thủ tướng Chính phủ ban hành cái quyết định 1259 để phê duyệt cái quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội. Và theo đó thì cái quy hoạch chung thủ đô Hà Nội cho đến thời điểm này thì có thể nói là đã phủ được khoảng gần 97% diện tích. Thế còn phân khu ấy thì cũng đã tiến được chỉ trọng rất là cao, khoảng độ 87%. Đấy, và cũng đang dần dần điều chỉnh để nó phù hợp với cái hướng đô thị hóa và như chị An nói rất đúng là nông nghiệp sinh thái. Đấy, nông thôn văn minh, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đấy, và công nghiệp thì phải là công nghệ cao. Đấy, rồi thân thiện môi trường. Thì đấy là những cái tiêu chí nó rất là cao so với thủ đô Hà Nội khi mà quy hoạch. Thế thì hiện nay thì Hà Nội đang trong quá trình là điều chỉnh quy hoạch chung, vì là theo luật quy hoạch thì 10 năm thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Đấy, cũng phù hợp với cái định hướng của nghị quyết 15 để chúng ta phát triển Hà Nội theo đúng như là xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đấy, thế công tác quy hoạch rất được quan tâm. Chúng ta sẽ khắc phục những cái tồn tại của những thời kỳ trước về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng là công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sẽ được thực hiện một cách bài bản hơn, tầm nhìn xa hơn, đúng như chị nói là nó phải có tầm nhìn xa hơn và kỷ luật hơn, kỷ luật kỷ cương hơn trong công tác quản lý quy hoạch. Dạ vâng. Thưa quý vị, không phải là đến bây giờ thì chúng ta mới thấy được những lợi thế về vị trí của Hà Nội với cả nước. Mà cách đây hơn 1.000 năm, trong Chiếu Rời Đô thì vua Lý Thái Tổ đã đề cập đến vùng đất Đại La, tức là Hà Nội ngày nay, với thế là rồng trầu hổ phục, là nơi thắng địa, là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Và ngày nay khi mà thời vận cả nước có những cơ hội mới trong quá trình phát triển cũng như là hội nhập quốc tế, thì việc nhìn nhận lại quá trình quy hoạch, tổ chức không gian lại thì càng quan trọng hơn. Và trong quá trình quy hoạch thì làm sao để có thể khắc phục được những tồn tại, những hạn chế vốn đã hiện hữu hàng chục năm, ví dụ như là những căn nhà siêu nhỏ giữa lòng thành phố được nêu trong phóng sự sau đây. Một hàng tạp hóa nhỏ được mở ngay dưới tầng 1. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Tuyết. Căn nhà chỉ vòn vẹn 6m², được chắp vá xây lên thành 4 tầng để làm nơi chui ra chui vào cho các thành viên trong gia đình. Trước đây có 5 người. 5 người thì ông mất còn 4. Ba bố con, thằng con trai lớn. Chúng nó đùa, nó bảo bà ơi, khiếp, con chàng nằm trá duỗi chân. Bà đi, con chịu khó, con cho cái sách vở trên đầu vào thì con duỗi thẳng được. Còn con thế không thích thì con lại co chân vào, thế thôi. Cũng buồn chứ, buồn mà rất bất tiện. Thời gian đấy nó bé thì thiếu cả chỗ ăn, chỗ ở, nói chung cả điều kiện học hành. Nhà bà Tuyết không phải là căn nhà duy nhất siêu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Tại khu vực phố cổ, đằng sau vẻ sầm uất đông đúc cùng những cửa hàng xa hoa lộng lẫy, lại là những con ngõ nhỏ sâu hun hút. Điều đáng nói, đây là lối dẫn vào nơi ở của hàng trăm hộ dân với những căn nhà chỉ từ 2m² đến 10m².
có những ngôi nhà chỉ nằm trên nóc, khó khăn trong việc đi lại sinh hoạt. Vệ sinh đi chung này, tức là mình đi vệ sinh hay tắm rửa, mình lại đi xuống dưới nhà qua một cầu thang như kiểu dạng như đây là trên tầng 3, mình muốn xuống đi vệ sinh hoặc đi tắm rửa nấu cơm mình phải xuống tầng 1. Xong rồi từ tầng 1 mình phải về lên đây ăn cơm. Em đi treo cầu thang là khó đúng không? Đấy anh quen thì bị chân đau mà ốm hay là có một trường hợp gì đấy mà bị bệnh là rất chi là khó khăn đấy. Biết là khó khăn, nhưng đa số các gia đình sinh sống tại đây đều không muốn rời đi, bởi khu vực này đã mang lại cho họ sinh kế nuôi sống bản thân. Nỗi lo lớn nhất của các hộ dân là nếu đi nơi khác thì rất có thể họ sẽ phải làm lại từ đầu hoặc không biết làm thế nào để kiếm ăn mỗi ngày. Bây giờ mà đi chỗ nào là khó khăn. Kinh tế của tôi là trông vào cái hàng nước ấy. Đấy, nhà tôi thì có trước đây có mấy chục thôi, rồi nó mới lên bây giờ mới được 2,5 triệu một tháng. Nếu mà giải tỏa mà đi chỗ khác thì nguyên cái quán này đã mất thu nhập một tháng thì bạn phải vài trăm triệu. Hàng ngọ mai kia đi bán vào đâu, bố con nó sống một cái gì, mỗi cái băn khoăn thế thôi, vì không có đồng lương, không có gì. Vâng, thưa quý vị khách mời, phóng sự vừa chỉ là một minh chứng nhỏ thôi. Còn đâu thực tế trên địa bàn thủ đô Hà Nội thì vẫn còn khá nhiều những hạn chế về quy hoạch, về hạ tầng, về giao thông hay là các vấn đề về chung cư cũ, nhà siêu nhỏ hay siêu mỏng. Vậy thì xin được hỏi ông Lê Hồng Sơn là những tồn tại hạn chế này thì có nguyên nhân là do đâu? Do chủ quan, do khách quan từ thực tế hay là những cái bất cập từ cơ chế hoặc là khó khăn do là thiếu thốn nguồn lực? Chị nói tất cả những nguyên nhân đấy thì đều rất là đúng. Cái câu chuyện về phát triển đô thị và nhà ở đô thị của chúng ta Hà Nội và các đô thị lớn của đất nước chúng ta nói chung thì đây đúng là một vấn đề lịch sử, một câu chuyện lịch sử. Chúng ta phát triển trong một cái thời gian có thể nói là rất là khó khăn với về nguồn lực. Chúng ta hiến pháp thì cho phép là người dân là được quyền là xây dựng nhà ở cho mình. Đấy, thế nhưng mà khi mà người dân xây dựng nhà ở cho mình thì có một thời gian là cái công tác quy hoạch rồi giấy phép cũng chưa được thực sự quan tâm. Đấy, vì vậy cho nên là người dân là có nguồn lực đến đâu thì xây dựng đến đấy. Mà cũng không theo một cái tổng thể nhất là gì đấy. Gần đây thì chúng ta mới bắt đầu đặt cái câu chuyện là quy hoạch, giấy phép, quản lý chặt chẽ hơn. Đấy, như vậy có thể nói là nó là một cái tiến trình. Đấy, thế thì cái khách quan thì cũng có, nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng ấy là và nhiều là do chủ quan của chúng ta trong công tác quản lý. Chúng ta quản lý đô thị thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Đấy, rồi cũng thiếu một cái tư duy tầm nhìn. Đấy, cũng như là chưa quyết liệt thực sự trong cái việc là khắc phục những cái tồn tại hạn chế về xây dựng và kế hoạch và quản lý đô thị, trật tự của đô thị nữa. Đấy, một những lý do mà chúng tôi cũng đánh giá là cái nguồn lực. Tôi lấy ví dụ như để Hà Nội phát triển theo đúng như cái định hướng là trong giai đoạn 20-25 là cần 650.000 tỷ đồng. Có thể nói là còn hơn thế nữa, hàng triệu tỷ. Thế nhưng mà khả năng đáp ứng của thủ đô cũng chỉ được có 1/3 thôi. Thế thì giao thông, những công trình ngầm, rồi cải tạo chung cư cũ, rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta cần phải có nguồn lực. Và cái nguồn lực này là nó phải đi ra từ thể chế. Đấy. Thì chị An có thể bổ sung thêm cho nó khách quan. Vì tôi là trong hệ thống chính quyền, nếu mà cứ biện minh mãi câu chuyện này nó cũng không có thể nói không hay lắm. Thì thôi xin mời chị An nhận xét giúp cho. Trước hết thì tôi thấy cái nhận xét của đồng chí Lê Hồng Sơn cũng đúng. Tức là các nguyên nhân nó đều có cả. Có điều là ở thời điểm này thì cái nào là chính và cái nào là phụ. Và ở cái giai đoạn kia thì thế thôi. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng đồng ý, tức là vấn đề thể chế cũng có. Vấn đề quy định thế nào, vấn đề là làm sao, ví dụ có tiền đâu để là còn tiềm lực nữa, là cũng để mà có tiền để mà đền bù, để mà giải phóng, để mà làm. Nhưng mà tôi cũng hoàn toàn đồng tình với đồng chí Lê Hồng Sơn, con người rất quan trọng. Ở đây con người nó thể hiện tầm nhìn. Cho nên trong quy hoạch thì có khi chúng ta quy hoạch lúc đầu là tốt rồi, nhưng mà chúng ta không nhìn ra được là ta làm góc nào cho nó ra góc đấy đi.
đường nó rộng ra đi, nó không có, đã giải phóng mặt bằng là giải phóng bao nhiêu mét cách cái đi, đừng có để cứ nhà lè tè. Tức là tôi cho nói thật, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta vướng cái chuyện tầm nhìn, chúng ta không, đấy là cái thứ nhất. Mà thứ hai tôi đồng ý là chúng ta không làm quyết liệt. Khi đã như thế rồi, đã tầm nhìn như thế rồi thì trong quá trình làm thì làm thì đương nhiên có sai có đúng, nhưng mà cuối cùng lại không quyết liệt. Sai ta không xử lý đến nơi đến chốn, mà dân thì cần công bằng thì ta lại xử lý anh A, ta không xử lý anh B. Cho nên tôi chuyện là không quyết liệt. Cho nên là thế, cho nên tôi cho rằng cái chuyện này phải nói là cũng suốt cả một giai đoạn dài. Cho nên các đồng chí bây giờ rất khó khăn. Khó khăn là gì? Quy hoạch thì thay đổi, quy hoạch có thể điều chỉnh như đồng chí Sơn nói 10 năm chứ, tại sao lại cứ thỉnh thoảng lại điều chỉnh luôn, làm không được. Hay thứ ba nữa là trong vấn đề quy hoạch, bây giờ đồng chí nói tôi đồng tình, bây giờ quy hoạch nó mới minh bạch hơn, nó mới công khai. Luật yêu cầu rằng chỉ sau 15 ngày luật có hiệu lực là phải công bố với dân rồi. Nhưng mà đặc biệt quy hoạch, phải nói thật, báo cáo chí Lê Hồng Sơn là đến bây giờ mới rõ hơn nhiều, trước đây gần như không ai công bố quy hoạch cho dân biết cả. Cứ đi tu mơ hỏi được tất cả mọi thứ. Cho nên cái chuyện này phải nói là các cấp thấp với cấp cơ sở làm rất, phải nói thật, tôi xin thừa nhận là có những nơi làm tốt nhưng nói chung nhiều nơi yếu. Cho nên người dân không có chỗ nào để, cho nên tôi cho rằng nguyên nhân thì có nhiều, từng giai đoạn một cái thì, cho nên vấn đề về tài chính thì tôi nói như tôi đã kiến nghị rồi. Nhà nước nên có cái cơ chế đặc thù cho việc là quyết của Hà Nội đến một mức nào đấy, bao nhiêu tỷ trong lúc này thì cái chuyện để tiềm lực. Nhưng mà tôi vẫn rất kiến nghị đồng chí Sơn, tức là xem lại toàn bộ cái đội ngũ cán bộ ở trong Hà Nội, xem ai như đấy, ai mà làm tốt thì giữ lại, còn không để tinh giản đi thì các đồng chí mới ấy được. Chứ còn nếu trên thành phố công chí có thể giỏi mấy nhưng mà cấp dưới làm không tốt thì cũng không thể được. Cho nên tôi cũng kiến nghị là nên rà soát thôi, chứ tôi nó không tất cả chỗ nào mà yếu kém thì nên thay đi. Bây giờ có cơ chế rồi thì nhà nước phải cho phép điều đấy thì tôi ấy. Chứ còn nếu như mà cứ để như thế này tôi nghĩ Hà Nội nó sẽ không đẹp. Chúng ta mong đẹp, bây giờ cũng tương đối đẹp, nhưng mà ta còn mong đẹp hơn nhiều. Nó phải là văn hiến, văn minh, lịch sử, xanh, hòa bình và an, nghĩa là an ninh nhất là các thế giới. Thì là tôi cho là cái điều đấy là phải phấn đấu. Phấn đấu hay là môi trường phải trong sạch thì cái đấy nó phải là có tiềm năng, nó phải có tiền thì mới giải quyết được vấn đề sông nhuệ sông đáy vấn đề, ví dụ thế, hay là các thứ. Cho nên tôi cho là cái này nó là nhiều, cho nên là tôi lại giờ lại một là cơ chế là chính phủ quốc hội nên cho thủ đô trong luật thủ đô ấy đi. Thế còn trong trường hợp hai nữa là còn những cái chuyện kia thì về mặt chủ quan tôi nghĩ Hà Nội nên phải lại xem lại một cách tổng thể, một cách nghiêm túc trong một giai đoạn trước khi để ta bước vào giai đoạn mới. Giai đoạn này khó khăn lắm, nhiều thách thức lắm, chứ nếu không thì rất khó. Dạ vâng. Thưa quý vị, gần đây thì người dân thủ đô Hà Nội hết sức là phấn khởi khi mà những tồn tại hạn chế thì đều nhanh chóng được chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Ví dụ như là khi mà cái thực tế được phản ánh đó là các phụ huynh phải bốc thăm xuất học mầm non tại quận Hoàng Mai chẳng hạn, thì mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cũng đã có yêu cầu các sở ngành làm việc với Tổng Công ty Hút để có thể bàn giao 7 lô đất bỏ hoang gần 20 năm qua để thành phố xây trường. Hay là người dân sống tại các khu chung cư cũ chẳng hạn thì cũng rất là vui mừng khi mà thành phố có thông tin là sẽ tạm cấp 128 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách nhà nước để có thể là rà soát, kiểm định chung cư cũ để có kế hoạch phù hợp. Và người dân cũng đang chờ đợi những cái dự án lớn về hạ tầng giao thông được triển khai, ví dụ như dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô chẳng hạn. Tuy nhiên, bài toán về quy hoạch hay là phát triển đô thị Hà Nội thì cần thêm nhiều yếu tố nữa. Tắc đường, các công trình ngổn ngang hay tùy tiện xây dựng nhà ở đô thị theo kiểu mạnh ai nấy làm, thiếu hạ tầng xã hội, tình trạng ôm đất vàng xây chung cư rồi bỏ hoang là những hình ảnh đang khiến kiến trúc đô thị Hà Nội trở nên xộc xệch tại các quận nội đô. Đường Lê Văn Lương về 17 tuổi này là xây nhiều đô thị, nhiều nhà cao tầng quá, mật độ dân số quá đông, anh phải đi lại là luôn luôn tắc đường, thường xuyên tắc đường. Theo thông tin tôi biết được thì cả hàng nghìn mét vuông mà đang rất là thiếu về trạm y tế này, cây xanh, trường học. Và rõ ràng như thế thì cái vấn đề quy hoạch đây đang rất có vấn đề rất là nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, thực tế này là hậu quả của sự quy hoạch thiếu đồng bộ lâu nay. Các yếu tố thiết kế đô thị đang bị xem nhẹ, trong khi công tác quản lý đô thị còn lỏng lẻo, nên đến nay vẫn chưa có những tuyến đường phố đẹp, văn minh hiện đại đúng nghĩa. Ùn tắc giao thông, chật chội, chẳng qua là chúng ta vi phạm quy hoạch. Chẳng qua là đáng nhẽ quy hoạch thực thì đều có đầy đủ cái khả năng tạo dựng một cái Hà Nội theo hướng hiện đại. Tất cả những cái đấy thì nó tạo ra một cái Hà Nội nhếch nhác, nham nhở. Và như vậy là nó không đúng đường lối phát triển. Hiện nay các chính sách phát triển cải tạo chỉnh trang đô thị có tác động đến nhiều lĩnh vực, ngành và được quy hoạch cụ thể trong các điều của luật thủ đô 2013. Điển hình như quản lý phát triển nhà ở, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển đô thị, thương mại, công nghiệp, bảo vệ phát triển văn hóa thủ đô, bảo vệ môi trường. Mặc dù
chủ đề này đã được lãnh đạo thành phố quan tâm đã từ rất lâu, nhưng mà thành tựu một cách thực sự đạt được cho đến thời điểm này, giải quyết những câu chuyện của thành phố chưa thực sự hiệu quả. Và tôi cho rằng đây là điểm nghẽn. Và vì vậy tới đây thì thành phố phải tập trung bằng mọi cách để thực sự gọi là chuyển đổi số. Thực sự có một cái sự hỗ trợ về mặt công nghệ cho các cái quá trình kinh tế xã hội của thành phố. Giải quyết tận gốc những tồn tại hạn chế về quy hoạch kiến trúc đô thị tại Hà Nội cần có sự kết hợp giữa các ngành để tạo ra một kế hoạch hành động cụ thể cho từng ngành. Bên cạnh đó cũng cần sửa đổi bổ sung luật thủ đô để tiếp tục phát triển thành phố Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế vốn có của thủ đô. Thưa các vị khách mời, phóng sự chúng tôi cũng đã đề cập việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô. Xin được hỏi ông Lê Hồng Sơn là liệu rằng việc sửa đổi bổ sung luật thủ đô có phải là giải pháp hữu hiệu để có thể tháo gỡ những cái khó khăn tồn tại hiện nay trên địa bàn thủ đô? Sửa đổi bổ sung luật thủ đô theo cái hướng là phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn cho thủ đô như chị An đề cập ấy, rồi là tạo ra được những cơ chế thực sự là vượt trội, thực sự là đột phá để Hà Nội có thể năng động sáng tạo và huy động hết được mọi cái tiềm năng thế mạnh để phát triển thủ đô theo cái định hướng của nghị quyết 15 ấy. Thì chúng tôi tin tưởng rằng ấy là nếu chúng ta xây dựng được một cái hệ thống chính sách phù hợp cho thủ đô thông qua cái luật thủ đô sửa đổi lần này thì nó sẽ là một cái khâu đột phá thực sự, vì thể chế là sẽ đi trước một bước, nó tạo ra được một cái môi trường rất là thuận lợi ấy để thủ đô chúng ta phát triển theo đúng như những cái định hướng mà Bộ Chính trị đã đề ra. Bà Bùi Thị An có bổ sung hay không ạ? Tôi thì tôi nghĩ đúng như anh ông Sơn nói, tức là nó chỉ là một trong nhân tố mang tính chất động lực đột phá, chứ còn thì tất nhiên nó còn phải kết hợp rất nhiều cái khác, và tôi cũng chỉ là một cái như thế thôi. Thế thì tôi nghĩ là cái này là cái khách quan, đấy là khách quan rồi thôi, nhưng mà chủ quan cũng rất quan trọng. Tôi vẫn kiến nghị ông Lê Hồng Sơn là quan tâm đến yếu tố chủ quan và sẽ trong những ngày tới, trong quy hoạch tới, đừng lặp lại những sai lầm cũ mình đã mắc phải. Ví dụ như cái đường ven Hồ Tây bây giờ nó chật ních rồi, tôi lấy ví dụ thôi, những cái không sửa được, bây giờ sửa rất tốn kém, cho nên tôi đừng lặp lại sai lầm cũ nữa. Dạ vâng. Vậy thì trong khi mà chờ luật thủ đô năm 2012 được sửa bổ sung thì Hà Nội sẽ phải cần có những giải pháp như thế nào để có thể kịp thời giải quyết những cái khó khăn trước mắt để có thể thực hiện tốt luật thủ đô hiện hành cũng như là đảm bảo công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho thủ đô tiếp tục phát triển, thưa ông Lê Hồng Sơn? Một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của tổng kết luật thủ đô 2012 ấy, là Hà Nội rà soát lại tất cả cái nghị quyết mà hướng dẫn thực hiện luật thủ đô để phát hiện ra những cái bất cập, những cái hạn chế để kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc thậm chí là ban hành mới. Thì đây là một câu chuyện phải thật là thường xuyên. Ngay cả khi chưa có luật thủ đô mới thì chúng ta vẫn đang thực hiện cái luật thủ đô 2012. Thì những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố vẫn là tạo cái cơ chế chính sách cho thủ đô để thủ đô có thể là khắc phục được những cái khó khăn vướng mắc. Rồi công tác quy hoạch thì hiện nay tôi đã nói trước là chúng tôi cũng đang thực hiện điều chỉnh và bổ sung thêm các quy hoạch. Thì như vậy là rất nhiều các giải pháp đồng bộ kể vào mà con người, rà soát đội ngũ cán bộ, xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, nó là một cái hệ giải pháp rất là đồng bộ để chúng ta thực hiện, và khi luật thủ đô mới có thì kết hợp vào nhau thì chúng ta tạo ra một cái sức mạnh tổng thể. Cái luật thủ đô để chờ luật thủ đô mới cũng như thực hiện luật thủ đô, chúng tôi có cái nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố 17, trong đó cũng chỉ khá rõ tất cả những nội dung, những phương hướng và những cái việc chúng tôi cần làm từ giờ đến năm 2025, cũng như là cái nghị quyết Bộ Chính trị vừa rồi đấy, phải nói hôm 5 tháng 5 vừa rồi, phải nói đấy cũng là những cái nội dung mà đã chỉ rất rõ, kể cả bước đi, kể cả trong giai đoạn tới. Cho nên là trong khi chờ thì cứ chờ và đón mừng, đón như chờ, nhưng mà chúng vẫn làm, Hà Nội vẫn làm, vẫn thực hiện theo đúng những cái chỉ ra định hướng của nghị quyết 17 của thành phố cũng như nghị quyết 15 Bộ Chính trị, trên cơ sở là tôi nghĩ chắc chắn sẽ rất là tốt thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 15 thì cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Mà từ nay đến năm 2030 thì chỉ còn 8 năm, thủ đô Hà Nội của chúng ta sẽ còn rất nhiều việc cần quyết tâm thực hiện để có thể tạo chuyển biến diện mạo thủ đô, nhất là về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo trật tự an toàn đô thị, môi trường xanh, sạch đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông hiện đại, tạo niềm tin cho nhân dân.
Và ý kiến của các vị khách mời trong chương trình hôm nay cũng đã cho thấy là sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung luật thủ đô để có thể kịp thời thể chế hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy tiềm năng, thế mạnh, vị trí, vai trò quan trọng của thủ đô, đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập trong quy định của luật hiện hành và củng cố cơ sở pháp lý, thúc đẩy thủ đô có thể phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành công thủ đô ta văn hiến, văn minh và hiện đại. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An và ông Lê Hồng Sơn đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.